trong 8 chương trình vừa qua, quý thính giả đã nghe những chuyện liên quan đến cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc Việt Nam 50 năm trước. Cuộc cách mạng được gọi là long trời lở đất ấy chấm dứt vào mùa thu năm 1956. Đảng Cộng sản và nhà nước công khai nhận sai lầm và tiến hành sửa sai. Nguyễn An nói về diễn biến ấy trong bài do Thiên Nga trình bày sau đây. Từ tháng 7 năm 1956, đã có nhiều hội nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành bàn thảo về những sai lầm trong cải cách ruộng đất và sửa sai. Cao điểm là hội nghị Trung ương 10 vào tháng 9. Đó là hội nghị họp dài ngày nhất đến lúc bấy giờ, họp làm hai lần, tới tháng 11 mới xong. Trong cuốn hồi ký Giọt nước trong biển cả, ông Hoàng Văn Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kể lại rằng, trong hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những sai lầm khá đầy đủ và rõ rệt trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất. Ông viết như sau. Người phụ trách Ủy ban Cải cách ruộng đất là Trường Chinh, tuy không chối cãi được, nhưng cứ lý luận rằng cải cách đã đưa lại ruộng đất cho nông dân là một thắng lợi lớn, còn những sai lầm thì né tránh, không thừa nhận một cách thẳng thắn. Hoàng Quốc Việt cũng không nhận sai lầm, chỉ có Lê Văn Lương, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, là thành thực nhận sai lầm trong việc chỉnh đốn tổ chức. Hội nghị Trung ương đáng lẽ phải có một nghị quyết tổng kết kinh nghiệm về cải cách ruộng đất, nhưng Trường Chinh vừa là Tổng Bí thư, lại vừa là trưởng ban cải cách ruộng đất, vì tư tưởng chưa thông, nên dự thảo nghị quyết mấy lần đều không được Hội nghị Trung ương chấp thuận. 4 năm sau đó, khi Đảng họp Đại hội lần thứ 3 vào năm 1960, nghị quyết ấy cũng chưa có, và lúc bấy giờ cũng chẳng ai nhắc lại nữa. Đó là lần đầu tiên một hội nghị trung ương quan trọng như thế mà lại không có nghị quyết tổng kết. Ông Hoàng Văn Hoan còn nói thêm rằng, ngay trong quá trình sửa sai, Trường Chinh vẫn không dứt khoát. Điều đó có thể giải thích rằng, mặc dù bị tạm thời hạ tầng công tác như là một biện pháp kỷ luật, nhưng Trường Chinh chắc vẫn cho rằng ông ta không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Cuối tháng 10 năm 1956, có meeting lớn tại Nhà hát Nhân dân Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt ông Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chính thức công nhận những sai lầm nghiêm trọng trong cải cách ruộng đất. Cả hai nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất và phải chịu trách nhiệm nặng nhất là ông Hồ và ông Trường Chinh đều không ra mặt. Sau khi công nhận sai lầm, Đảng bắt đầu sửa sai. Cuộc cải cách ruộng đất đầy oan khuất, đầy máu và nước mắt đã chấm dứt. Tổng số đã có 8 đợt phát động quần chúng và 5 đợt cải cách ruộng đất được thực hiện tại 3.563 xã. Một câu hỏi phải được đặt ra là tại sao Đảng Cộng sản lại ngưng cuộc cải cách ruộng đất vào lúc đó? Nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng trả lời. Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản phải chấm dứt cái đợt cải cách ruộng đất năm 56 vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất là vấn đề nội bộ Bắc Việt, là cuộc cải cách ruộng đất đã đạt được những cái mục tiêu chính trị của họ. Cái mục tiêu chính trị của họ là gì? Mục tiêu chính trị của họ đó, thứ nhất là xóa bỏ cái giới hào mục lãnh đạo hạ tầng cơ sở ở nông thôn, và thay vào đó là lớp lãnh đạo mới là những cái đảng viên cộng sản. Cái mục tiêu chính trị của họ nữa là chặn đứng sự trà trộn của những cái điệp viên mà địch thủ trong dân chúng. Họ xóa bỏ toàn bộ nền văn hóa cổ truyền nổi tiếng là bảo thủ từ bao nhiêu đời ở nông thôn, và thay thế bằng cái chủ trương của Cộng sản Việt Nam theo chủ nghĩa Marxist. Thứ hai đó là trên bình diện quốc tế thì ông Miko Văn đến Hà Nội vào tháng 4 năm 1956. Ông ấy giải thích cái chính sách mới của Đại hội Đảng 20 của Liên Xô. Và vì vậy mà Cộng sản Việt Nam không thể đi ngược lại với cái đường lối mới của Liên Xô. Cho nên nhân cái cuộc mà tổng kết cải cách ruộng đất đợt 5 vào tháng 7 năm 56, ông Hồ vì những cái lý do ở trong nước và ngoài nước, thì ông Hồ cho ngưng cái cuộc cải cách ruộng đất và bắt đầu chương trình sửa sai. Đảng đã sửa sai như thế nào? Mời quý vị nghe lời kể của ông Nguyễn Minh Cần, lúc đó là Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội và trực tiếp tham gia công tác sửa sai tại ngoại thành Hà Nội. Nói thật, cái sửa sai này là một cách để mà
gọi là làm giảm nhẹ cái sự căm phẫn của quân chúng lúc bây giờ. Chứ thực ra đấy, phải nói rằng không sửa sai được hết. Tôi đồng ý dù bắn người ta rồi thì sửa sai làm sao? Người ta chết rồi thì không thể nào sửa sai được. Hai vợ chồng bỏ nhau rồi có khi người vợ lại lấy chồng mới có con, rồi thì người chồng được minh oan thả ra thì làm sao mà sống được với nhau, giải quyết tất cả những vấn đề phức tạp vô cùng. Mặc dù Bộ Tư pháp có một cái thông tư đấy là cách giải quyết cái này cái khác, nhưng mà không ai giải quyết nổi những cái vấn đề như thế. Hay là vấn đề nhà cửa chia rồi, của cải chia rồi, nâng cùng chia rồi. Thế thì khi mà nghe là phải sửa sai, thì nông dân nhà cửa thì người ta cày gặt, người ta lấy gỗ, người ta dỡ mái, người ta làm tất cả để cái ngôi nhà đó không còn, họ lấy được cái nào thì lấy, không còn nguyên vẹn để mà trả lại cho người ta. Thế thì nông dân bảo tôi tiêu hết rồi, tôi làm hết rồi, tôi học rồi vân vân, thì không làm thế nào mà chia lại cho người ta. Cho nên là cái này chẳng qua chỉ là có cái xoa dịu để mà vô về. Nhưng mà tôi chỉ nói trên cái này, chỉ có cái việc này là làm được. Tất cả những người đang ngồi trong tù chờ một cái án nào đấy thì được thả ra, được về. Và khi mà về làng ấy, thì nói thật, nó gây ra không biết bao nhiêu là cái. Có những người về với lòng căm thù, nhất định là phải trừng trị những cái bọn tổ oan, những cái bọn tổ bừa, tổ điêu. Không chỉ có những cái nơi khi mà nông dân lên tổ thì là cái tổ bầy bảo ra là mày lúc trước nhét cứt vào mồm tao, ở đây họ đè cái người cột cả chuột, mày là nói thế thì bây giờ tao cho mày ăn cái này thật. Tại thế có những cái tình trạng, có nơi thì đánh nhau, có nơi thì đâm chém nhau. Đó là những cái sự thật. Và nhân tiện nói cái sự sai thì cũng nói luôn, đảng lúc bây giờ làm ra vẻ ghê lắm, thi hành kỷ luật. Ông Trường Chinh cắt khỏi chức tổng bí thư. Nhưng mà ông cắt khỏi chức tổng bí thư thì là lời đưa ông về làm chủ tịch quốc hội. Ông Hoàng Quốc Việt khỏi bộ chính trị thì là đưa ông làm viện trưởng viện kiểm sát. Rồi sau đó làm chủ tịch ở mặt trận tổ quốc. Rồi ông Lê Văn Lương thì cũng gọi cách chức bộ chính trị. Thế nhưng mà về làm bí thư của thành ủy Hà Nội, còn Hồ Nhật Thắng thì cách chức trung ương, nhưng mà về làm thường vụ ủy ban kế hoạch nhà nước. Cho nên còn là những cái trò dơ cao đánh khè để mà lừa bịp dư luận. Một người khác là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện kể lại về sửa sai như sau. Cái sửa sai đây không phải là sửa sai cho địa chủ, mà là sửa sai cho những người muốn là đảng viên, hoặc là muốn là những người rất có công với đại kháng chiến, nhưng mà bị vu cho là Đại Việt, vu cho là Quốc dân đảng, vu cho là gián điệp đủ thứ. Những người mà đã giết rồi thì thôi, không nói làm gì rồi. Thế nhưng mà những còn người còn sót lại thì tha. Chứ còn thực tế địa chủ ấy, những người mà bị quy là địa chủ mà đã vào tù rồi đấy, chết rồi thì tôi không nói, đấu tố bắn ngay tôi không nói. Nhưng mà vào tù rồi ấy, thì công bằng mà nói là cả cái huyện của tôi là huyện Bình Lục. Sau này tôi về chơi mà thì không có ông nào được tha. Ngay cái làng tôi thôi là có hai cha con ông Chánh Hồ đấy, cũng là địa chủ, bị quy là địa chủ, mà ông ta có giàu có gì đâu ấy. Bị quy là địa chủ mà ông ta là trước kia là những người đời chuyên muốn đón bộ đội về làng, bộ đội về làng là đến nhà ông ấy mà, thế vào nhà ông Phó Liệp nữa. Thì những ông đó ấy, một ông thì tự tử chết, thế còn hai người đi tù, và một ông rồi ông Chánh Điển cũng đi tù. Thì tất cả mấy người đi tù đó đều chết trong tù rồi. Thế và cả những cái làng xung quanh đó, tôi không thấy ai về. Thế mãi tận năm 1961 tôi đi tù, đầu tiên tôi đi tù đấy, thì tôi gặp không biết bao nhiêu là địa chủ vẫn còn nằm nguyên trong tù thôi. Thế đến tù lần thứ hai là năm 1966. Thế và tôi sống ở trong tù đến tận năm 1977 tôi mới ra cơ mà. Thì vẫn còn có những bác địa chủ vẫn sống ở trong tù, tuy là chết nhiều lắm này. Sau cùng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi xin được kết thúc bài về sửa sai này bằng bài thơ mà ông Nguyễn Minh Cần nghe được
khi công tác sửa sai tại một làng thuộc huyện Đông Anh ở ngoại thành Hà Nội. Bác Hồ nói chuyện sửa sai, sai thì cứ sửa, sửa rồi cứ sai. Đảng ta là ăn tài, sai hoài, sai mãi, sửa hoài, cứ sai.